khách hàng đến tại trang trại Sang Xuân mua dế nhé. Anh đi xe máy ra đây hả? Anh đi xe máy này, sáng anh đi công việc ra thì ghé luôn. Tính hai ba hôm để ra nhưng mà thôi đi chuyển thì ghé luôn. Không được chuyển. Thank you.
kinh tế cho bác khách hàng ở Thanh Hóa. Bà con có nhu cầu mua gói kinh tế để nuôi thì có thể ra tận trại đấy cũng được, hoặc là chuyển khoản thì trang trại sẽ gửi hợp đồng cùng kinh tế theo xe ô tô về kinh tế để bà con đó có điều kiện để ra đây luôn. Khi trang trại Thanh Xuân mà xuất kinh tế cho bà con thì đều có hợp đồng và hướng dẫn kèm theo. Bà con tham khảo hướng dẫn luôn. Còn chi tiết thì xin mời bà con truy cập website trang trại Thanh Xuân chúng con để tìm hiểu. Có vấn đề gì cần tư vấn thì bà con gọi điện.